Càng giáp Tết, thị trường hàng hóa càng sôi động hơn. Theo ghi nhận của phóng viên, tại các chợ, trung tâm thương mại, lượng hàng hóa năm nay rất đa dạng và phong phú, đáp ứng sức mua tăng cao. Cảng hàng không Phú Bài cũng tăng cường các lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ hành khách dịp cao điểm Tết. Là địa phương có nhiều tuyến giao thông trọng yếu đi ngang, thị xã Hương Trà luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ý thức được vấn đề này nên ngay từ sau khi Nghị định 100 của Chính phủ có hiệu lực, Công an thị xã Hương Trà đã tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ và tạo những chuyển biến thực chất. Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính trong chương trình và bây giờ mời quý vị cùng khởi động ngày mới. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Phan Ngọc Thọ vừa tham dự lễ tuyên dương và khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020. Cùng tham dự lễ có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế. Năm nay, toàn tỉnh có 52 trên 75 học sinh đoạt giải, trong đó có 3 giải nhất thuộc về các em Tổng Phước Thanh Năng và Tổng Phước Thanh Bình môn vật lý và Hồ Việt Đức môn sinh học, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học. Ngoài ra, đoàn còn có 13 em đạt giải nhì, 18 giải ba và 18 giải khuyến khích. Đây là một trong những thành tích tốt nhất trong các địa phương của khu vực miền Trung. Trong tổng số 10 đội tuyển tham gia kỳ thi lần này, nhiều đội vẫn giữ vững phong độ với tỷ lệ học sinh đoạt giải 100%. Để đạt được thành tích đó là nhờ sự quan tâm lớn của các nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, sớm phát hiện và bồi dưỡng các em có năng khiếu, phát huy tốt năng lực và tinh thần trách nhiệm của các thầy cô giáo. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ biểu dương và chúc mừng các em đã biết phát huy nghị lực, ý chí và quyết tâm chinh phục đỉnh cao trí thức để đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2020. Các em là niềm tự hào của ngành giáo dục và tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các em tiếp tục nỗ lực hơn nữa để chinh phục đỉnh cao trí thức. Các thầy cô giáo tiếp tục bồi dưỡng đào tạo các thế hệ học trò đạt nhiều thành tích để phát huy truyền thống hiệu học của vùng đất Thừa Thiên Huế. Chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Phan Ngọc Thọ có buổi tiếp xúc cử tri để giải quyết những vướng mắc trong khiếu nại khiếu kiện của người dân các xã Phủ Thanh, Phủ Mầu, huyện Phú Vang và tặng quà chúc Tết người dân của hai địa phương này. Thăm bà con nhân dân tại thôn Quy Lai, xã Phủ Thanh, huyện Phú Vang, Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ân cần thăm hỏi các hộ gia đình về tình hình sức khỏe, làm ăn cũng như chuẩn bị đón Tết. Trước thêm xuân mới, Chủ tịch Phan Ngọc Thọ cũng gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng và trao các phần quà Tết đến các hộ gia đình. Đối với các kiến nghị của người dân thôn Quy Lai, xã Phủ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh đề nghị địa phương cùng các ban ngành vào cuộc nhanh chóng thẩm tra, xác minh, giải quyết sớm cho người dân, không để kéo dài sang năm mới. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh đã đi thăm một số cơ sở làng nghề làm hoa giấy Thạch Tiên, thăm nhà lưu niệm Nguyễn Chí Diệu. Sáng qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng lãnh đạo thị xã Hương Thủy đã đến thăm tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn. Tại phường Phú Bài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, động viên con cháu tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và mong muốn tất cả các gia đình chính sách đều được hưởng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Thăm và tặng quà hai hộ gia đình thoát nghèo tiêu biểu tại xã Thủy Thanh, gồm hộ 3 Trần Thị Bùi, trú tại thôn Thanh Tuyền, và hộ 3 Nguyễn Thị Ti ở thôn Vân Thê Thượng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương biểu dương những nỗ lực cố gắng của các gia đình vượt qua khó khăn vươn lên thoát nghèo, cũng như mong muốn các hộ gia đình tiếp tục mạnh dạn phát triển kinh tế để nâng cao đời sống. Cùng trong dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đến thăm tặng quà Tết cho các cháu tại trung tâm nuôi dạy trẻ cô nhi khuyết tật Sơn Ca, thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ công an thị xã Hương Thủy và xã Thủy Thanh. Lãnh đạo các huyện Phú Vang và Quảng Điền tổ chức gặp mặt cán bộ chủ chốt trên địa bàn nhằm triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong dịp Tết Nguyên đán 2020. Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện bày tỏ vui mừng trước những thành quả kinh tế xã hội mà đảng bộ và nhân dân trên địa bàn đạt được trong năm 2019, đồng thời ghi nhận biểu dương sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo huyện mong muốn các lãnh đạo chủ chốt trên địa bàn huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2020 đạt kết quả cao và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra ngay từ đầu năm. Thực hiện tổ công tác an sinh xã hội, an ninh trật tự, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí, để mọi người dân có một cái Tết ấm áp, vui tươi. Huyện ủy Quảng Điền tổ chức gặp mặt và chúc Tết các đồng chí cán bộ, bí thư, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận trên địa bàn huyện.
Trong không khí cởi mở, thân tình, đầm ấm, thay mặt Huyện ủy Quảng Điền, đồng chí Hoàng Đăng Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã thông báo nhanh kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng năm 2019, định hướng các mục tiêu phát triển trong năm 2020. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song giữa sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân, sự điều hành linh hoạt quyết liệt có hiệu quả của chính quyền các cấp, sự nỗ lực vượt khó, đoàn kết một lòng của nhân dân, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở huyện tiếp tục ổn định và có bước phát triển. 11 trên 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt 19 trên 19 tiêu chí. Các hoạt động văn hóa xã hội diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Càng giáp Tết, thị trường hàng hóa càng sôi động hơn. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, tại các chợ, trung tâm thương mại, lượng hàng hóa năm nay rất đa dạng và phong phú để đáp ứng sức mua tăng cao. Dù vậy, người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm bởi giá cả nhìn chung vẫn giữ bình ổn. Ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới. Tại chợ Đông Ba, trung tâm thương mại lớn nhất của tỉnh, hàng hóa bày bán rất phong phú, đủ các loại mứt, bánh kẹo, rượu bia, thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống, hoa quả. Những mặt hàng Tết số lượng tăng gấp nhiều lần, trong đó hàng Việt chiếm ưu thế. Hàng mức bán nhập một số nước như Nhật, Hàn Quốc, Australia, Mỹ cũng được bày bán, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng của khách hàng. Giá cả hàng hóa Tết cho đến thời điểm này vẫn bình ổn. Hàng hóa năm nay là hàng hóa là rất là phong phú, nhưng mà giá cả là bình dân chứ không có tăng cái gì hết á. Giá cả vẫn bình thường. Thì nhiều ra nhiều mặt hàng đẹp mà, ra nhiều mặt hàng chi khác ngoài năm. Mọi năm mới đẹp á, thấy mỗi một thứ bi rồi thôi. Thời tiết thuận lợi nên một bộ phận khách hàng đã mua sắm Tết khá sớm. Người tiêu dùng bây giờ đã cẩn trọng hơn trong việc chọn lựa để mua sắm hàng hóa. Các sản phẩm bánh mứt sản xuất trong nước có nguồn gốc rõ ràng, hàng sử dụng được in rõ trên bao bì, được nhiều khách hàng chọn lựa. Các nhà sản xuất chú trọng hơn về chất lượng và mẫu mã. Hàng hóa Tết tại các kênh phân phối như chợ, siêu thị, các quầy hàng trên các đường phố rất phong phú đa dạng nên khách hàng dễ dàng chọn lựa. Tết năm nay cũng phong phú, gia đình thì cũng mua sắm cũng nhiều. Giá cả cũng bình thường, chứ hẳn cao lắm. Thì kẹo bánh chim ngon hết, đảm bảo hết. Bình thường tôi ăn mắc. Đối với mặt hàng thịt lợn, những ngày cần Tết giá có tăng nhẹ theo quy luật, nhìn chung thị trường vẫn bình ổn. Khi nguồn cung tại địa phương có giảm, nhưng các đơn vị thương mại đã có sẵn lượng hàng nhập khẩu chất lượng từ các nước châu Âu, Úc để phục vụ nhu cầu tiêu dùng cao điểm dịp Tết với giá bình ổn. Cái nguồn cung ứng thịt lợn tại địa phương là vẫn đáp ứng đủ với yêu cầu của khách hàng hiện nay, nhưng mà trước đây 3 tháng thì chúng tôi đã có kế hoạch hoạch định nhập một lượng hàng khá lớn để mà về phục vụ bà con trong cái trường hợp mà hàng tại địa phương không cung cấp thịt heo được kịp. Thì cũng một nỗ lực của Bixi là từ ngày 28 tháng 12 cho tới hết Tết này thì chúng tôi là cam kết bán hàng thịt heo không lợi nhuận để phục vụ tối đa cho bà con yên tâm sắm Tết. Công tác đảm bảo lượng hàng hóa, bình ổn giá cả được tỉnh, ban chỉ đạo 389, các lực lượng chức năng và các địa phương chuẩn bị chú đáo, tăng cường kiểm tra trong những ngày giáp Tết, trong và sau Tết, nhằm ngăn chặn không để sốt giá, thiếu hụt hàng hóa, bình ổn thị trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chúng tôi quan tâm đến xử lý và phát hiện các hành vi thông tin thất thiệt, đầu cơ, găm hàng, ép giá, nâng giá trái phép để trục lợi của một số đối tượng kinh doanh. Hai nữa thì thường xuyên nắm bắt các cái diễn biến cung cầu hàng hóa trên thị trường từ nay cho đến Tết. Năm nay, lượng hàng hóa chuẩn bị phục vụ Tết tại các doanh nghiệp, chợ hàng một và chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh với trị giá rất lớn, đảm bảo lượng hàng phong phú đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Vào những ngày cần Tết, sức mua cả mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ, mứt, bánh kẹo, rượu bia, hoa quả tăng nhiều hơn. Với sự chuẩn bị nguồn cung dồi dào cùng với việc đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường của các lực lượng chức năng, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài phối hợp với các hãng hàng không có kế hoạch tăng chuyến ở các chặng bay. Bên cạnh đó, sân bay Phú Bài cũng đã tăng cường các lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự phục vụ hành khách dịp cao điểm Tết. Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, lúc cao điểm, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài sẽ có khoảng 43 đến 44 chuyến bay mỗi ngày, tăng tần suất hơn gấp đôi so với ngày thường.
trong đó các hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air tăng chuyến nhiều nhất ở các chặng bay Huế Hà Nội, Huế Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Thời gian tăng chuyến khoảng từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng âm lịch. Cảng hàng không quốc tế Phú Bài tập trung triển khai các biện pháp nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách dịp Tết. Thì lượng khách qua cảng hàng không quốc tế Phú Bài là thường tăng đột biến. Hiện cảng hàng không Phú Bài là đang có 4 hãng khai thác. Các hãng cũng đã có một cái kế hoạch bay chi tiết hàng ngày trước và sau Tết. Về phía cảng thì hiện tại là nhà ga cũng đang là quá tải, nhưng chúng tôi cũng đã nỗ lực hết sức và coi như cố gắng phục vụ các hãng hàng không cũng như là hành khách thông qua nhà ga trong dịp Tết Nguyên đán này một cách tốt nhất. Hiện nay, cảng hàng không quốc tế Phú Bài đã sẵn sàng cho công tác phục vụ cao điểm Tết. Các lực lượng an ninh trật tự tại nhà ga bến cảng được tăng cường tối đa nhằm đảm bảo an ninh an toàn cho các chuyến bay và hành khách. Cảng phối hợp với công an tỉnh, lực lượng thanh tra giao thông thường xuyên trao đổi kịp thời thông tin về tình hình âm mưu, phương thức hoạt động của các loại tội phạm để chủ động có biện pháp phối hợp đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn. Hiện nay tại Phú Bài, hạ tầng tại cảng chưa đáp ứng khi mật độ chuyến bay và số lượng người ra vào nhà ga ngày càng tăng. Do vậy, việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh an toàn tại cảng rất được quan tâm. Xác định an ninh an toàn là một vấn đề then chốt trong ngành hàng không, cho nên ngay từ bây giờ chúng tôi đã có những kịch bản, những kế hoạch chi tiết để phục vụ cho cái đợt cao điểm này. Các cái trang thiết bị dự phòng về an ninh chúng tôi cũng đã duy tư bảo dưỡng để đưa vào phục vụ. Chúng tôi cũng hạn chế vấn đề là nghỉ phép để làm sao đó chúng tôi đảm bảo được quân số an ninh cách nhiều nhất trong mọi cái trường hợp. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã phối hợp với các cái cơ quan chức năng ban ngành trên địa phương, đặc biệt là lực lượng công an cũng như là lực lượng thanh tra giao thông để đảm bảo cái vấn đề an ninh trật tự trong khu vực công cộng của nhà không. Công tác đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp cao điểm Tết Nguyên đán được cảng hàng không quốc tế Phú Bài tập trung triển khai theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải. Năm nay, cảng hàng không quốc tế Phú Bài tiến hành nâng cấp nhà ga hành khách T2 nhằm nâng công suất lên 5 triệu hành khách một năm. Là địa phương có nhiều tuyến giao thông trọng yếu đi qua, thị xã Hương Trà luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là trong dịp trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Ý thức được vấn đề này nên ngay từ sau khi Nghị định 100 của Chính phủ có hiệu lực, Công an thị xã Hương Trà đã tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ và tạo những chuyển biến thực chất. Ghi nhận của phóng viên truyền thanh truyền hình thị xã sau 20 ngày thực thi. Đội Cảnh sát Giao thông Công an thị xã Hương Trà có 21 cán bộ chiến sĩ và được chia làm 3 tổ, một tổ cảnh sát trật tự đô thị, 2 tổ tuần tra kiểm soát. Những ngày đầu tháng 1 này, toàn đội luôn bám địa bàn, bám đường, thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó, tổ của Trung tá Trần Phan Bình được giao nhiệm vụ chuyên kiểm tra và xử lý những trường hợp tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn. Việc tuần tra kiểm soát được lên kế hoạch rõ ràng và theo lịch cho từng địa bàn. Nhiều điểm nóng, những tuyến giao thông phức tạp được chú trọng. Các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, xe người điều khiển, xe mô tô, xe ô tô, sử dụng bia rượu, chúng tôi sẽ kiên quyết lập biên bản xử lý. Hương Trà có 15 phường xã, vì vậy hàng tuần, cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã đã luân phiên về các phường xã tuần tra kiểm soát. Các địa bàn trọng điểm được coi là thường xảy ra tai nạn như Hương Toàn, Hương Hồ, Hương Chữ, Hương Vinh và phường Tử Hạ. Theo thống kê báo cáo nhanh từ văn phòng công an thị xã Hương Trà, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 20 tháng 1, đội cảnh sát giao thông trật tự đã phát hiện hơn 62 ca tuần lưu, tuần tra. Theo thống kê báo cáo nhanh từ văn phòng công an thị xã Hương Trà, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 20 tháng 1, đội cảnh sát giao thông trật tự đã thực hiện hơn 62 ca tuần lưu, tuần tra, kiểm soát trên toàn thị xã, phát hiện xử lý 345 trường hợp. Đặc biệt, thực hiện Nghị định 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, các tổ tuần tra đã phát hiện 40 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Vào lúc 17 giờ 54 phút ngày 15 tháng 1 năm 2020, tại tỉnh lộ 9, xã Hương Toàn, tổ kiểm tra đã kiểm tra nồng độ cồn xe ô tô mang biển số kiểm soát 75A-05189 do anh Nguyễn Quốc Tiến điều khiển. Thiết bị đo cho biết anh Tiến có nồng độ 0,064mg/lít. Với mức này, anh Tiến sẽ phải nộp phạt 3 triệu đồng, bị giữ phương tiện 7 ngày và tước giấy phép lái xe 11 tháng. Em đi ra đường là giờ em giảm uống bia uống rượu nữa vì giờ nghị định mới là phạt nặng quá. Theo em là em quá sức là hưởng ứng để cho giảm thiểu tai nạn giao thông. Giờ theo em thì sử dụng lái xe thì cũng không nên sử dụng rượu bia. Luật phòng chống tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông cụ thể hóa
trong nghị định 100 là người tham gia giao thông, tôi nhận thấy gần một tháng qua trên địa bàn Tứ Hà, những người tham gia giao thông đã không uống rượu khi tham gia giao thông. Như vậy, cái nghị định 100 của chính phủ đã đi vào cuộc sống, hợp lòng dân và có hiệu quả rõ rệt. Thực hiện cái đợt tấn công trấn áp tội phạm của ban giám đốc công an tỉnh, thì đảng ủy ban chỉ huy công an thị xã Hương Trà đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt cái kế hoạch này. Trong cái đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, thì công an thị xã Hương Trà đã chủ động xây dựng kế hoạch và huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kỹ thuật để thực hiện tốt cái kế hoạch này, tăng cường lực lượng về cơ sở, đặc biệt là các cái xã, phường phức tạp về trật tự an toàn giao thông cũng như là trật tự đô thị, và phối hợp với lực lượng cảnh sát chính công an chính quy để tăng cường xử lý mạnh các cái đối tượng mà trực tiếp là điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, rồi là khi tham gia giao thông có nồng độ cồn, rồi là các đối tượng mà thanh thiếu niên mà chạy lạng lách đánh võng để đi sai phần đường, rồi là không chấp hành các cái tín hiệu giao thông, thì qua đó chúng tôi xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm để đảm bảo một cái Tết vui vẻ và hạnh phúc cho mọi người. Thực tế cho thấy trên địa bàn thị xã Hương Trà, sau 20 ngày kể từ khi luật phòng chống tác hại rượu bia có hiệu lực và triển khai thực hiện theo quy định 100 của chính phủ, thì tình hình trật tự an toàn giao thông đã đi vào ổn định, ý thức của người dân khi tham gia giao thông đã thay đổi tích cực. Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả bước đầu. Để đạt được mục tiêu giảm tai nạn giao thông về cả ba tiêu chí và thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia, công an Hương Trà cần tăng cường hơn nữa những công tác tuần tra kiểm soát, xử lý thật nghiêm những ai vi phạm luật lệ giao thông. Hy vọng thị xã Hương Trà sẽ đón một cái Tết vui tươi, lành mạnh và hạnh phúc cho mọi nhà. Phần cuối là một số thông tin khác. Điện lực Thừa Thiên Huế tổ chức ra mắt đội sửa chữa nóng đường dây 22 kV nhằm đảm bảo vận hành điện lưới thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán. Đội bao gồm 9 thành viên đã được tuyển chọn trải qua các đợt sát hạch kỹ lưỡng. Theo lãnh đạo công ty điện lực tỉnh, công tác nâng cao chất lượng phục vụ các khách hàng sử dụng điện trong những năm gần đây đã trở thành một trong những tiêu chí quan trọng trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, trong đó góp phần đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện, hạn chế thời gian mất điện của khách hàng đến mức thấp nhất có thể. Trong năm 2019, tổng cộng đã có 790 lượt thực hiện sửa chữa nóng lưới điện và 2.368 vị trí đã được vệ sinh không cắt điện, giảm thời gian mất điện cho công tác là 438,5 phút. Tương ứng với tổng sản lượng điện không bị mất là khoảng 1,4 triệu kWh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện về đích sớm một năm so với lộ trình được giao đến năm 2020. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tặng quà cho 70 hộ nghèo và cận nghèo thuộc diện chuẩn bị di dời khỏi khu vực 1 di tích kinh thành Huế. Đây là 70 hộ dân nghèo và cận nghèo sẽ di dời khỏi khu vực 1 hệ thống kinh thành Huế trong năm 2020 thuộc các phường Thuận Lộc, Thuận Hòa, Thuận Thành và Tây Lộc, thành phố Huế. Mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng. Trong đó gồm gạo, dầu ăn, bánh kẹo mứt và tiền mặt 300.000 đồng. Số quà trên do cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ủng hộ. Trong không khí đầm ấm, nghĩa tình, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã động viên và chia sẻ khó khăn với bà con nhân dân nghèo và cận nghèo thuộc diện di dời tại định cư theo đề án di dân trong năm 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế. Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn thông qua những món quà nhỏ này sẽ góp phần cùng với các cấp, các ngành và địa phương quan tâm chăm lo cho các hộ nghèo có một cái Tết đầm ấm, vui tươi, đầy đủ để bà con an tâm sau Tết ra nơi ở mới với nhiều niềm vui. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản và tặng quà cho 50 gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh trước thêm năm mới. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Vinh Hiền tổ chức trao tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá từ 300 đến 500 nghìn đồng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình chính sách, các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 4 xã thuộc Đồn Biên phòng Vinh Hiền, Phú Trách, Lộc Bình, Vinh Hiền, Vinh Mỹ và Vinh Hải. Thượng tá Phạm Tùng Lâm, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống tương thân tương ái, tình cảm và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và nhân dân khu vực biên giới biển, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân mỗi độ Tết đến xuân về. Ngoài nội dung tặng quà Tết, các đồn biên phòng còn cử cán bộ địa bàn đến bản làng ăn Tết với bà con. Phần cuối là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ổn định sau suy yếu nên ở Thừa Thiên Huế mây thay đổi đến nhiều mây, trưa chiều giảm mây hứng nắng, nhiệt độ cao nhất ban ngày ở mức 27 đến 29 độ, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 23 độ, độ ẩm phổ biến ở mức 75 đến 84%.
Thời tiết biển có mưa rào vài nơi ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 0,75 đến 1,75 m.